Lịch Nghề Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Top 4 con giáp đào hoa rực rỡ, nhanh chóng có đôi trong năm 2020. Trong năm 2020, con giáp nào sẽ có đường tình duyên khởi sắc? Ai đã có đôi có cặp thì tình cảm vững bền, ai còn độc thân thì nhanh chóng tìm được người như ý. Hãy cùng Lịch Nghề Tốt xem ngay sau đây để tìm ra đáp án nhé. Các bạn đang theo dõi video trên kênh Lịch Nghề Tốt, hãy đăng ký kênh, thích, bình luận, chia sẻ và nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về video hay và mới nhất nhé. Tuổi Tỵ, tình duyên chính là một trong những điểm sáng của người tuổi Tỵ trong năm 2020 này. Những người còn độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm được một người đúng như ý muốn. Bạn không cần phải chạy theo những hình bóng xa vời nữa mà chấp nhận ra rằng người thuộc về mình vốn luôn ở quanh đây. Con giáp đào hoa năm 2020 này hãy mạnh dạn trải lòng, có như vậy thì tình yêu mới đơm hoa kết trái. Những người đã có đôi cũng nhanh chóng tính tới chuyện hôn nhân, cuộc sống bước sang một trang mới, hoàn toàn. Trong cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ có nhiều khó khăn và vấp, chưa thể lập tức dung hoa và tốt đẹp như thuở đang yêu. Thế nhưng chỉ những điều này lại là chất keo gắn bó, khiến cho hai người ngày một hiểu và bao dung cho nhau nhiều hơn. Tuổi Mùi. Theo tử vi 2020, người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong năm nay, đặc biệt là với những người còn độc thân. Bạn có thể nhanh chóng tìm được người phù hợp với mình thông qua các hoạt động tụ tập bạn bè hoặc do người thân giới thiệu. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, chắc chắn bạn sẽ thu hút được ánh nhìn của nhiều người khác giới. Một khi đã có tình cảm với ai thì hãy mạnh dạn bày tỏ, đừng nên chần chừ, do dự. Còn với các cặp vợ chồng trẻ thì đôi bên ngày càng bao dung và thấu hiểu cho nhau hơn. Hai bạn không còn xảy ra tranh chấp vì những chuyện vụn vặt nữa mà luôn cùng nhau nỗ lực và cố gắng để thực hiện những mục tiêu đã đặt ra từ trước đó. Chỉ số tình cảm của cả hai đang ngày một tăng tiến ổn định chứ không hề suy giảm theo thời gian. Tuổi Dậu, con đường tình duyên của người tuổi Dậu khá lý tưởng trong năm Canh Tí này. Bản mệnh nhận được sự nâng đỡ của các cát tinh, thiên hỷ và đào hoa nên chẳng bao giờ thiếu kẻ đưa người đón. Bạn thường xuyên nhận được lời tỏ tình đến từ những người khác phái. Có nhiều đối tượng bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn một cách thẳng thắn. Con giáp đào hoa năm 2020 này hoàn toàn được làm chủ trong chuyện tình yêu, có nhiều cơ hội để lựa chọn một người thực sự phù hợp với mình. Chính vì vậy, bạn không nên đưa ra những quyết định quá vội vàng, gây hối tiếc về sau. Còn nếu đã có đôi có cặp, tình cảm của hai bạn đã đến giai đoạn chín muồi, hai người đã có thể suy nghĩ đến những tương lai xa xôi và tốt đẹp hơn. Tuổi Tuất. Người tuổi Tuất được sao Tốt Phượng Các nâng bước, khiến cho con đường tình duyên hành thông bất ngờ trong năm 2020 này. Là một trong số những con giáp đào hoa trong năm 2020, phần lớn những bạn còn độc thân đều có cơ hội thoát khỏi cảnh chăn đơn gối chiếc, tiến vào lâu đài tình ái. Đây là thời điểm bạn cần phải mở lòng cho đối phương cũng như cho chính mình một cơ hội. Không nên khép mình trong thế giới riêng, hãy để người khác thấy được nét quyến rũ trong chính con người bạn. Các cặp đôi đã có những khoảng thời gian tìm hiểu lâu dài có thể tính tới chuyện về chung một nhà. Khi đã trở thành vợ chồng, bạn có thể nhận ra giữa hai người có nhiều vấn đề khúc mắc. Tuy nhiên, chỉ cần bình tĩnh trao đổi và thấu hiểu thì đâu sẽ có đó ngay thôi. Chẳng khó khăn nào có thể khiến cho hai bạn chùn bước, bởi thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Nghề Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.